Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Đông Vlog. Hôm nay thì uh, tiếp tục giảm tiền triệu cho mọi người các dòng phân khúc uh, là máy giặt của Electrolux. Dòng máy giặt của chúng ta sẽ là dòng máy giặt 8 kg, 9 kg và 10 kg mọi nhé uh, Sẽ có 1 2 3 4 5 model giảm giá trong ngày hôm nay với giảm giá tiền 1 đến 2 triệu đồng. Thì đây là một trong những cái mốc giảm giá tốt nhất trên thị trường hiện tại bây giờ cũng như là dòng máy giặt Electrolux hiện tại bây giờ đang có một cái mức giá cạnh tranh rất tốt so với các thương hiệu khác ờ, đợt trước thì Electrolux thì giá nó tương đối là cao tuy nhiên thì thời điểm bây giờ sẽ là thời điểm tốt nhất mọi người lên mua không chỉ 5 model em đọc trong cái video lần này mà còn rất nhiều các model khác em cũng hay thường xuyên cập nhật trên kênh mọi người mua sắm thì liên hệ trực tiếp với siêu thị điện máy của Ecomax nằm tại km 13 quốc độ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội website ecomax.vn mọi nhé ok em xin chân thành cảm ơn ở đầu tiên thì với cùng 8 ký trước em sẽ đi cho bác dòng 8 ký hai con là con 8024 P5 VKB và con 8024 P5 SP. Đây là hai con 8 ký màu trắng và màu ờ uh, xám phân khúc dòng Ultimate Care là 500 với dòng P5. Ở đây thì chúng ta sẽ có dòng 8024 P5 uh, VKB. Con này và con phía bên này là dòng 8024 P5 SP. SB là màu đen, màu xám Còn VKB thì là màu trắng Hai con này chỉ khác nhau đúng cái màu thôi Còn đâu là hoàn toàn là chức năng giống nhau Với hai con này thì một con là màu giá trắng Thì rơi vào là 7 triệu 240 ,000. Còn con màu xám thì đang bán 8 triệu 120 ,000. Đang tranh nhau là 900 nghìn cho hai con này Khác nhau đúng cái màu Chúng ta có dòng Ultimate Care là 500 Có chức năng Ultramix là hòa tan một giặt và chúng ta có khu vực đổ nước xả nước giặt to hơn. bảng điều khiển chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chương trình. Và tổng chúng ta sẽ có 14 chương trình giặt xả vắt ở đây. Và chó chương trình giặt yêu thích nữa là tổng là 15. Tốc độ vòng vắt là 1 và có giặt nhiệt độ. Giặt hơi nước, giặt sơ, giả thêm và trì hoán điều chỉnh. Thiết kế cửa hai lớp chắc chắn cho cả hai model này mọi nhá. Các bạn nhìn thấy này chắc chắn luôn. Với chỉ hơn 7 triệu đồng các bác sở hữu được con 8 ký 7 triệu 240. Và con 8 ký màu xám thì là 8 triệu 120. Chúng ta chỉ khác nhau đúng cái màu thôi mà nhá. Hàng đều made in ở tại Thái Lan và được bảo hành điện tử 24 tháng. Bên em hỗ trợ đổi mới trong 30 ngày đầu nếu có lỗi của nhà sản xuất. Và các bác hoàn toàn có thể mua thêm cho em một cái kệ máy sấy như thế này. Đây em sẽ quay xa cho mọi người xem nhá. Nếu mà nhà các bác nào mà ở khu vực chung cư ấy, thì đây sẽ là một trong sự, sự, lựa chọn tốt cho mọi người này. Đấy, các bác có thể mua thêm cái kệ máy sấy này, các bác để máy sấy ở trên này. Đấy, chúng ta để máy giặt ở dưới này. Cái kệ này thì em làm cao như này, các bác nhìn thấy cao như thế này. Bởi vì sao ở dưới này thì em không kê chân. Ở nhà các bác nào mua kê thêm cái chân máy giặt này, thì nó sẽ cao hơn cái này là cái sàn này một chút nhé. Cái sàn này các bác sẽ cao hơn của đường này. Đấy. Thì cái cái khoảng này nó sẽ các bác kê chân thì nó vẫn vừa, các bác cũng để được hai hai chế độ như vậy. Thì đây em đang kê những cái dòng máy sấy ở trên này. Các bác có thể hình dung tượng trưng là con máy sấy này. Đấy. Con máy sấy của Electrolux này. Con máy sấy của Electrolux này. Đấy, các bác kê máy sấy thì nó sẽ đảm bảo chắc chắn và yên tâm hơn trong quá trình vận hành. À, trong quá trình mà nó chạy nó rung nắc thì ở phía bên trên nó sẽ im hơn. Đấy ok giới thiệu qua thôi. Chúng ta đi tiếp theo con dòng 9 ký. Là chúng ta có con 9024P5VKB. Còn con... Uh, 9kg của Electrolux màu trắng Còn thứ ba trong cái video này này 9024 đây Coi nhá Cũng là dòng Ultimate Care là 500 9024 là P5VKB mở nhá P5VKB Dòng này thì giống so với con 8024 P5VKB Tức là giống với con phía bên kia Đấy Chỉ khác nhau là dòng này là 9kg Còn dòng kia là 8kg thôi Với con 9kg này thì đang bán là 8 triệu 120 nghìn Tức là con 8 kg con 9 kg này màu trắng đang bằng giá con 8 kg màu xám bên kia. Khác nhau đúng cái màu con kia đắt hơn một uh, đắt hơn và bằng đúng giá tiền con 9 kg màu trắng bên này. Nên là các bác nào muốn rẻ mà không quan trọng cái màu thì chú mua màu trắng giúp em nhé. Màu trắng thì giúp các bác tiết kiệm được tiền triệu đấy, Tiết nhất là một triệu rồi. Còn đâu đấy thì em sẽ giảm thêm cho các bác 1 đến 2 triệu nữa, chúng ta giảm rất nhiều tầm độ 2 đến 3 triệu đồng là chuyện bình thường. Đấy là cái cái sử dụng chúng ta đi mua hàng, chúng ta nên lựa chọn làm sao cho là hợp lý tiết kiệm được rất nhiều tiền mọi nhá rất nhiều tiền ok con tiếp con thứ ba là em vừa cập nhật cho người là con 9024 p5 với p5 vkb là con này với giá thành là 8 triệu 120 000 con này mọi nhá thiết kế cửa hai lớp cũng vô cùng chắc chắn đây ultimate là 500 đây đấy mà ra mà vào 9 ký thì cái lồng cái khu vực này nó to hơn mọi nhá Đấy, nó dài hơn con kia là ngắn hơn <laughs> Tiếp đến thì chúng ta có con 9042Q7VKB. 9042Q7VKB đang kê ở phía bên nào? Để em xem cho mọi người xem nhé. 9042 chứ không phải là 24. Các dòng kia là 98024 và 9024. Con này là 9042. Con 42 thì có gì khác? Các nhìn thấy con 42 có gì khác để em xem nào. Đây. 9042Q7VKB. Thì đối với dòng Q7 VKB thì chúng ta sẽ là những dòng Ultimate Care là 700 rồi nhá. 9042 đây. Chúng ta sẽ có Ultimate Care là 700 mà có thêm công nghệ là Sensor Watt là công nghệ cảm biến được độ ẩm, độ bẩn của quần áo. Cảm biến được độ bẩn của quần áo. Thì khi mà chúng ta giặt đấy các bác đặt chương trình giặt mà quần áo chúng ta bẩn khi mà nước giặt cuối cùng nó cảm biến được là nước giặt này à vẫn bẩn thì nó sẽ tăng cường cho bác thêm một lần xả nữa để cho quần áo nó sạch hơn còn đối với dòng 500 nó có công nghệ hòa tan bột giặt tức là nó hòa tan được cái bột giặt của chúng ta ra để giặt nó không bị uh, uh, bám vào quần áo không bị bẩn nhá con này thì có hòa tan bột giặt và có thêm cả sensor quát còn con kia thì chỉ có là hòa tan bột giặt thôi cho dòng 700 700 thì chúng ta sẽ có tốt hơn với dòng này giá là 10 triệu 820 nghìn 10 triệu 820 thiết kế cửa của nó khác đi rồi nhé lớp vựa bên ngoài của nó cũng là bằng vựa à, nhựa bằng kim loại chrome còn phía bên này nó là bằng nhựa thôi nó sẽ nâng cấp cho mọi người cái phần thiết kế lên khá chỉ là chắc chắn này mọi người nhìn thấy này Đấy. thiết kế đẹp hơn và sang trọng hơn với con này là con 9024 Q7 VKB giá 10 triệu 820 nghìn mọi nhé Ok con tiếp theo là con cuối cùng trong cái video lần này đó là con 10 ký 10 ký là con 1024 P5 VKB nào phía bên này 1024P5VKB Đây rồi Cũng là dòng 10kg mà Ultimate Care là 500 mọi người nhé EWKF 1024P5VKB là, là dòng 5, 500 Thì nó cũng sẽ tương đồng so với dòng 8kg và 9kg mà em giới thiệu trong cái video lần này Nó chỉ khác nhau là con này là chỉ 10kg thôi Đây, đó nhé 10 kg thì các thứ cái phần kích thước này là cái thiết kế của nó cũng sẽ to hơn ví dụ như cái hộp này này hay cái quang nồng này nó cũng sẽ to hơn rồi nhá à, cái khu vực lồng giặt ở phía bên trong nó cũng sẽ to hơn để làm sao quay nó tốt hơn và tất nhiên rồi dòng này cũng sẽ có 15 chương trình dòng Q7 kia cũng sẽ có 15 chương trình tốc độ vòng bắt cũng sẽ là 1.200 và có giặt nhiệt độ <laughs> giặt hơi nước giặt sơ và đầy đủ các chức năng với con này thì cũng sẽ giá giảm xuống cho các bác chỉ còn 9 triệu 100 thôi. 9 triệu 100 cho con máy giặt này thôi. 10 kg của Electrolux. À, hiện tại thì với Electrolux thì giá thành đang giảm cực kỳ là sâu. Không chỉ là 5 model em vừa đọc cho mọi người. Mà tất cả các dòng model của Electrolux hiện tại giá đang cạnh tranh với các thương hiệu khác rất chi là lớn. Trước các bác mua những dòng máy giặt Electrolux này thì giá tương đối là cao đúng không ạ? Nếu mà so sánh cùng phân khúc thì Electrolux luôn luôn là có giá thành cao nhất. Cũng như là... Uh, cao hơn các thương hiệu khác khá chi là nhiều Chứ Một vài năm trước Bác cứ để như một vài năm trước giá rất cao Tuy nhiên thì trong một trong năm trở lại đây Thì Electrolux họ đã hạ giá thành Rất nhiều lần Và mỗi một lần hạ giá cho người Thì giảm sẽ tiền triệu cho các bác rồi Và bây giờ sẽ là một trong những Thời điểm thích hợp để các bác mua hàng Với giá thành chỉ có Từ 7 triệu đồng trở lên Mọi người sẽ sở hữu được một trong những dòng máy giặt Cửa ngang của Electrolux ở đây rồi các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với siêu thị điện máy của Ecomax nằm tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội. Website là ecomax.vn. Thông tin số điện thoại em sẽ để phần profile các bác vào đặt hàng giúp em nhé. Ok, em Long xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo ạ.